Liên quan đến vụ tai nạn lật xe chở 21 sinh viên trên đèo Hải Vân, Thượng tá Trần Đăng Hiền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Anh Minh, sinh năm 1971, trú phường 3 thành phố Sóc Trăng, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định khi đang đổ dốc đèo Hải Vân, tài xế Minh vượt xe cùng chiều tại khúc cua ngoặt, không đảm bảo an toàn gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi lái xe ổn định tinh thần và sức khỏe, tại cơ quan điều tra, Trương Anh Minh bước đầu khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Lộc đang củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật. Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, tọa lạc tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, được khởi công từ ngày 25 tháng 3 năm 2017 với tổng diện tích xây dựng là 6,7 ha, gồm 19 hạng mục. Dự toán tổng kinh phí là 451 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Đến nay, việc xây dựng giai đoạn 1 đã được hoàn tất. Được biết, đây là lần đầu tiên một trường đào tạo cử nhân Phật học của hệ phái Nam Tông Khmer được thành lập tại Việt Nam, là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phục vụ đất nước. Thưa quý bà con, mới đây một sự việc hy hữu đến khó tin vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Các bác sĩ cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân ngộ độc rượu bằng cách dùng bia truyền vào người bệnh nhân. Thưa quý vị, theo đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật nhập viện trong tình trạng hôn mê, sức khỏe nguy kịch. Và khi tiến hành xét nghiệm khí máu, soi đáy mắt, đồng thời dựa vào biểu hiện lâm sàng, thì các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc methanol có trong rượu. Sau khi truyền 15 lon bia tương đương gần 5 lít, kết hợp việc lọc máu, điều trị tích cực, bệnh nhân Nhật đã hồi tỉnh, đến nay đã xuất viện, sức khỏe đã ổn định. Thưa quý bà con, liên quan đến tình hình an ninh trật tự, vừa mới đây, lực lượng công an thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã vừa bắt giữ 6 đối tượng đều là phụ nữ, bao gồm Nguyễn Thị Úc, sinh năm 1967, Lê Thị Thủy, sinh năm 1967, Bùi Thị Mến, sinh năm 1976, Trương Thị Kiều Diễm, sinh năm 1982, Lê Thị Ngò, sinh năm 1966 và Trần Thị Trước, sinh năm 1964, đã có hành vi tổ chức đánh bài tử sắc ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm 16 bộ bài tứ sắc, 7 điện thoại di động và số tiền 1.600.000 đồng. Quý bà con chắc cũng không còn quá xa lạ gì đối với thực phẩm lạc bún phải không ạ? Một thực phẩm quá quen thuộc đối với chúng ta mỗi ngày. Bún để chế biến rất nhiều món ăn đặc sản của người miền Tây như là bún mắm, bún nước lèo. Thế nhưng, Hoàng Dung thiết nghĩ rằng là với những thông tin sau đây chắc chắn sẽ làm cho quý bà con phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn mua bún về dùng. Vâng ạ, không chỉ sản xuất bún trong điều kiện mất vệ sinh mà một trong hai cơ sở chế biến bún sau đây còn dám chế biến lại cả bún cũ, tẩm hóa chất phù phép thành bún mới để đem đi tiêu thụ. Cụ thể ra sao, xin được mời Hoàng Dung và quý bà con cùng theo dõi. Hôm nay, đội quản lý thị trường số 28 thuộc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang lập hồ sơ xử lý các lỗi vi phạm của hai cơ sở sản xuất bún tươi tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ sở sản xuất bún tươi của bà Trần Thị Mỹ Loan, địa chỉ 221/1/1, đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, lực lượng chức năng phát hiện việc sản xuất bún tiến hành trong điều kiện mất vệ sinh. Bà Loan, chủ cơ sở, không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và các giấy tờ chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Được biết mỗi ngày, cơ sở của bà sản xuất từ 1,5 đến 2 tấn bún thành phẩm bán ra thị trường. Đáng nói hơn là tại cơ sở sản xuất bún tươi Minh Hoàng, có địa chỉ tại 352A, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều bịch bún ôi thiêu do khách hàng bán không hết được thu gom về, đồng thời phát hiện hàng loạt bao hóa chất như chất bảo quản, hóa chất tẩy trắng bún, hóa chất tạo độ dai, v.v. Mỗi ngày cơ sở này sản xuất từ 6 đến 7 tấn bún thành phẩm rồi đem bỏ sỉ tại các chợ như Vĩnh Lộc, Bà Điểm. Cơ quan chức năng đã yêu cầu bà Loan và ông Minh tạm ngừng việc sản xuất cho tới khi có đầy đủ hồ sơ giấy tờ pháp lý theo đúng quy định. Mới đây, đội cảnh sát kinh tế ma túy công an huyện Diễn Châu đã phát hiện bà Phạm Thị Thủy, sinh năm 1976, trú tại xóm Xuân Châu, xã Diễn Kim, đang thực hiện hành vi đóng gói sản phẩm bột giặt nhãn hiệu Đức Giang vào bao bì bột giặt Omo. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường gần 260 kg bột giặt, trong đó có 185 kg đã được đóng gói và 75 kg bột giặt nguyên liệu. Ngoài ra tại hiện trường còn có hơn 1.000 vỏ bao nhãn hiệu Omo và các dụng cụ đóng gói, máy ép ni lông. Hiện công an huyện Diễn Châu đang hoàn thiện hồ sơ, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Vào khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay, ngày 10 tháng 1, tại công ty Tài Phú chuyên sản xuất mút xốp nằm trong khu công nghiệp Uyên Hưng, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hàng trăm công nhân đang làm việc trong khu nhà xưởng đã nghe thấy tiếng nổ lớn, lửa bắt đầu bùng phát và lan rộng, khói đen nghi ngút. Công nhân cùng bảo vệ công ty đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy thị xã Tân Uyên đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cháy dữ dội đã thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa trong nhà xưởng rộng khoảng 2.000 m². Do nhà kho chứa hàng hóa dễ cháy nên đã nhanh chóng lan rộng các khu nhà xưởng sản xuất của công ty, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến gần 13 giờ chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Liên quan đến câu chuyện mượn nợ, quý bà con biết không, vì chỉ thiếu 3 triệu đồng tiền mua tôm giống tại Kiên Giang, một người mượn nợ và chủ nợ đã xảy ra ẩu đả, rồi cuối cùng người chủ nợ đã bị đâm tử vong. Và trong phiên xét xử vào sáng ngày hôm qua, hội đồng xét xử đã tuyên án đối tượng này 15 năm tù, đồng thời yêu cầu bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là 170 triệu đồng và bên cạnh đó là cấp dưỡng cho hai đứa con của nạn nhân đến 18 tuổi. Chi tiết vụ việc cụ thể như thế nào thì ngay sau đây xin được mời quý bà con cùng theo dõi. Trước đó, Nguyễn Thanh Vân, 35 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, đến nhà anh Trần Minh Long, ngụ cùng xã để xin khất số nợ 3 triệu đồng, mua tôm giống nhưng không có anh Long ở nhà. Khi anh Long về và nghe vợ thuật lại chuyện, không đồng ý nên liền chạy xe đi tìm Vân để bù trả hết số nợ một lần. Lời qua tiếng lại, tức giận vì bị anh Long đánh vào mặt, Vân lấy cây kéo giấu sẵn trong người ra đâm vào người anh Long, làm anh Long tử vong trên đường đi cấp cứu. Thưa quý bà con, chỉ vì một chút tranh cãi về chiếc điện thoại mới mua, một người đàn ông đã đâm chết hai người sau khi chầu nhậu đã vừa tan. Một vụ án xảy ra vào khoảng 0 giờ trên địa bàn xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Thưa quý bà con, được biết cả hai nạn nhân đều làm nghề chăn vịt, còn hung thủ từng đi tù và đi lao động ở tỉnh khác về. Vừa trở về địa phương vào hôm qua thì xảy ra vụ việc. Theo đó, trong lúc nhậu và hát, Ngô Thanh Xuân, 44 tuổi, và Phan Văn Hùng, 38 tuổi, đã xảy ra mâu thuẫn. Xuân lao vào đánh anh Hùng khiến anh hoảng sợ bỏ chạy đến nhà anh Từ Văn Hoàng, 35 tuổi, để nhờ chở vào lại chỗ nhậu lấy xe máy ra về. Khi anh Hùng và bạn vào sân dắt xe máy, bất ngờ Ngô Thanh Xuân đuổi theo, dùng dao đâm anh Hùng hai nhát trúng tim chết tại chỗ. Xuân còn đâm anh Hoàng khiến anh tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, hung thủ đã bị bắt trên quốc lộ 1 khi đang chuẩn bị đón xe bỏ trốn. Hai sự việc trên thực sự là quá đau lòng phải không Nhật Trường? Chỉ vì một chút mâu thuẫn mà cuối cùng người thì mất mạng, còn kẻ thì đi tù. Thế nhưng những câu chuyện mâu thuẫn như thế này vẫn cứ thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Thực ra thì tất cả mọi mâu thuẫn đều có hướng giải quyết của nó, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải biết kiểm soát cơn nóng giận của mình. Hy vọng là năm hết Tết đến rồi, mỗi người chúng ta nên giữ sao cho yên nhà, yên cửa. Còn bây giờ Nhật Trường xin phép được chuyển sang những câu chuyện làm đẹp ăn Tết của chị em phụ nữ. Thưa quý bà con, mới đây trong một nhóm kín trên mạng xã hội, dân mạng đã không khỏi xôn xao về những hình ảnh phun sâm thẩm mỹ và những đôi lông mày như thế này khiến cho người xem vô cùng hoảng sợ. Vâng ạ, phun sâm hay là cắt mí là những cách giúp cho chị em chúng ta trở nên đẹp hơn, nhưng cũng cần phải nên tìm hiểu thật kỹ và chọn đúng nơi uy tín, chứ không thì tiền mất tật mang như thế này thì quả thật đáng tiếc thưa quý vị. Còn bây giờ xin được mời quý khán giả cùng đến với những câu chuyện độc lạ và thú vị cùng với chuyên mục Cận Cảnh 360. Thưa quý bà con, mỗi lần xảy ra lũ lụt là người dân lại ngao ngán, không chỉ gây ngập đường xá, cầu cống mà còn tràn vào nhà khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn. Và mỗi khi chuyện này xảy ra thì bà con lại phải tìm cách sống chung với lũ. Và có lẽ như câu nói sống chung với lũ dường như đã quá quen thuộc với mọi chúng ta. Nhưng quý vị và quý bà con có biết không, tại một số địa phương ở nước Mỹ, người dân lại có cách sống chung với lũ rất hay và độc đáo. Nếu mà áp dụng được cách thức này thì nhiều người sẽ đỡ khổ mỗi khi lũ lụt xảy ra. Chúng ta đang chứng kiến một cách thức ứng phó với lũ lụt của người dân nước Mỹ và cách thức đó là sử dụng một hệ thống giúp nâng nhà lên. Sau khoảng 3 ngày khi công việc lắp đặt hoàn tất, ngôi nhà sẽ được bảo vệ khỏi lũ lụt và các thiệt hại do bão gây ra. Hệ thống này được một công ty tại New Orleans của Mỹ cung cấp, có thể nâng mọi kiểu nền và thiết kế nhà. Hệ thống có thể nâng căn nhà nặng 100 tấn, rộng 390 m² lên cách mặt đất 3,7 m. Sau khi nâng cao thì căn nhà vẫn sẽ kiên cố và chắc chắn trên nền mới xây. Tính đến nay đã có hơn 2.000 căn nhà ở Mỹ đã được nâng lên nhờ hệ thống này. Tiếp theo là một sự việc kỳ lạ đang xảy ra tại một ngôi làng ở miền Trung Thái Lan. Không biết lý do là gì mà hàng ngàn con sâu bướm lũ lượt xuất hiện khắp nơi trong ngôi làng này, gây bất tiện cho sinh hoạt và khiến nhiều người dân nổi mẩn đỏ.
Những ngày qua, ngôi làng Samutprakan thuộc tỉnh miền Trung Thái Lan đang phải đối phó với một nạn dịch bí ẩn. Hàng ngàn con sâu bướm bò quanh những ngôi nhà ở địa phương, một số dân làng bị mẩn đỏ do côn trùng. Trưởng làng nói rằng sâu bướm có thể đến từ khu rừng gần đó, ông cho biết sẽ chặt bớt cây và phun thuốc trừ sâu để diệt trừ sâu bướm. Thưa quý bà con, hành tím, một trong những nông sản được trồng chủ yếu ở xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, với diện tích khoảng 3.700 hectare chuẩn bị thu hoạch, hiện nay đã bị ngập úng hơn 2.100 hectare. Nếu nói như vậy thì thực sự là bây giờ gần như là bà con đang mất trắng mùa vụ của mình rồi. Họ chỉ còn biết làm mọi cách để có thể cứu vớt, và câu nói còn nước còn tát bây giờ chúng ta chắc là phải hiểu theo nghĩa đen rồi Hoàng Dung à. Và liệu như bây giờ có một câu hỏi là bà con phải tát nước cho đến bao giờ thì đồng mới hết ngập, thực sự là rất khó trả lời phải không ạ? Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được mời quý bà con cùng theo dõi thực trạng đau lòng của những cánh đồng hành tím tại xã Vĩnh Châu. Mưa bão đã làm hơn 2.100 hectare trên tổng số 3.700 hectare hành tím vụ Tết của nông dân ở thị xã Vĩnh Châu bị mưa ngập, trong đó có hơn 625 hectare bị ngập sâu, ngập lâu ngày, ảnh hưởng nặng đến năng suất, chất lượng hành tím hoặc bị thiệt hại trắng. Ngay sau khi hết mưa, nông dân đã nỗ lực khắc phục, tuy nhiên do hành tím bị ngập úng lâu ngày nên nhiều diện tích hành không thể khắc phục được, nhiều diện tích bị ảnh hưởng nặng đến năng suất chất lượng. Mưa ảnh hưởng cũng bộn à, đất hành thấp á, đất thấp thì nó cũng ảnh hưởng hư bộn á. Bị bắt lip cao nè, bắt lip cao á, nó rút nước được. Mà mưa cũng ngập nước cái mưa hết trơn á, mưa rút cũng được, ngập nước cái mưa hết trơn. Bão số 1, nó bị ngập ba cái hành này kia, giờ hư hết nhiều rồi. Chắc còn cũng còn không nhiều, cỡ hư cỡ 70-70% còn có 40-30% à. Không chỉ có hai công hành tím của gia đình ông Thạch Sơn bị ngập nhiều ngày liền, 60% diện tích hành bị chết, mà gia đình ông Thái Văn Hậu cũng đau xót không kém khi một công hành tím gần 20 ngày tuổi phải bỏ trắng vì không thể khắc phục. Nó vừa phát triển là coi như là mới mười mấy ngày phát triển là coi như bị bão tới là coi như là ngập là hư luôn. Thiệt hại thì thứ nhất là cái số hành mà đã được nhổ thì không phơi được. Không phơi được thì cái phẩm chất của nó bị ảnh hưởng, cho nên là bán giá không được cao. Trước tình trạng lúa và rau màu hành tím của người dân bị ảnh hưởng nặng, ngành nông nghiệp Sóc Trăng chỉ đạo các địa phương đồng thời cử cán bộ kỹ thuật về cơ sở hướng dẫn nông dân nhanh chóng khắc phục bằng cách bơm tắt nước ở vùng trồng hành tím bị ngập, rút nước nhanh bằng các phương tiện sẵn có, hướng dẫn bà con đánh rãnh thoát nước. Sau khi rút nước, tăng cường các loại phân bón lá, kích thích ra rễ, giàu canxi, silic để giúp cây phục hồi, phun các loại thuốc phòng trị các loại bệnh do vi khuẩn trên cây hành tím. Thưa quý bà con, những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm dừng chương trình Miền Tây 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý bà con đã đón theo dõi chương trình. Quý bà con cũng đừng quên gọi về số đường dây nóng của Miền Tây 24 giờ là 0855 77 7740 để phản ánh những bất cập nơi mình sinh sống. Và Nhật Trường và Hoàng Dung, mến chúc quý bà con và các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui. Xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Miền Tây 24 giờ vào ngày mai trên kênh STV, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng.